Mà ăn trực tiếp trên cây đúng không? Đây là quả cóc. Cực ngon. Đấy đúng rồi, sao mà vẫn đỡ cái giỏ cho ông Hoàng nó cắt. Ai ơi thì mà. Ai đưa ra cái giỏ cắt quả to chứ gì. Quả to nó cái đấy, quả nhỏ thì nó rơi nào cũng được. Quả muốn quả bé cho nó rơi xuống. Quả bé trước, quả nào chín, quả nào nứt rồi bà. Đấy giữ giữ cái giỏ ấy. Rồi được, được. Cắt nhẹ đi, cắt đi. Được hai quả. Nhìn kìa. Đây là quả này lướt là gì à? Quả này cũng lướt à? Rồi, rồi, ok rồi, ok rồi, ok rồi. Trời ơi, trời. Ở đây chơi tối về, nhé. Bố cho chơi là chơi tối về, không phải ấy. Đúng rồi, tháng mai về.
Sợ ma đâu, ở đây với ai? Cười à? Ờ, đi 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 thăm một trẻ con đây, ra kia tắm đây. Khu biệt thự của bà Loan đâu? Chơi mà. Mày chơi. Mày cũng đi đó, mày đang chơi.
biết đi mà bà. Ok, đó. Hoa lá, lung linh, các kiểu loại trong kia đi. Cầm để đâu? Ta thấy ông để cạnh cái tủ lạnh à? Trong tủ lạnh à? Không, mấy cái bể lẻ không? Cất nó ăn hết. Thèm cắt thì ăn còn hơn là để cho nó ăn. Thằng nào về nó chả nhãn nó chả ăn hết. Ăn thôi chùm nhãn nào. Mấy tiền đây? Con. Úi giời đắt thế, 10.000 thôi. 10.000. Ừ, nào bác này bán tôi chùm nào. Nào. Mấy tiền? 2 tiền nhá. Rồi. Bác tôi chùm nào, bác này bán cho tôi chùm nào. Bơ nhãn của bác ngon không đấy? Cái vườn bưởi này. Nhãn như nào đây, nhãn nước hay nhãn gì đây? Nhãn ngọt không? Không? Nhãn ngọt lắm. Không đâu, không ngọt tôi giả lời nha. Thế chỗ này hết bao nhiêu tiền bác? 10.000 á, chỗ này chỉ 5.000 thôi. 5.000, 5.000. 5.000 à? Không ngọt tôi giả lời được không? Bán ăn tính tính nha. Quân bán rất có tâm. Quân bán này được bác. Nhiều lá quá bác ạ, bác phải ngạt vặt bớt lá chứ bán như này tôi chỉ mua lá thôi à. Tôi chỉ mua quả thôi chứ tôi không mua lá đâu. Đúng đấy, không kìa. Ờ, thì được thì chị mau nhặt lá nhé. À, chị chip, này chị, bác chip nhặt cho tôi lá đi để tôi mua nào. Chứ bán hàng thì ai lại bán đột lá như này. Sao bác không nhặt lá mà bác lại bảo mỗi bạn chip nhặt lá. Đâu rồi giờ bác? Mít nghe bê mít ra bán đi à? Mấy chết cười. Bê mít ra đi, nó bán. Ở nhà toàn chơi đồ hàng bằng mấy cái đồ chơi ra đây, chơi đồ hàng có gì. À, mang về cây của bà coi nhà mọc ung tùm rồi đây. Gọi thịt bà bảo bà hết lá để làm cây thôi này. Chấm với cả tương.